Được mệnh danh là vị thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, cố thủ tướng Shinzo Abe đã có 3.169 ngày cống hiến cho đất nước trên cương vị này. Sau 9 năm làm thủ tướng, ông Abe đã để lại nhiều di sản cho xứ sở Hoa Anh Đào. Mặc dù còn một vài điều gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, ông Shinzo Abe đã vực dậy nước này từ sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, cựu thủ tướng vẫn còn có những điều giang dở, những giấc mơ chưa thành dù Nhật Bản đã trở thành một quốc gia rất khác dưới thời ông Shinzo Abe sự ra đi của cố thủ tướng shinzo abe để lại nhiều niềm thương xót cho nhân dân nhật bản và toàn thế giới trong suốt những năm cầm quyền ông shinzo abe được người dân biết đến là một thủ tướng với nhiều quyết định táo bạo cải tổ nhật bản ở nhiều mặt và giành được nhiều thành tựu đáng để nể phục tuy vậy sự ra đi đột ngột của cựu thủ tướng khiến cho giấc mơ của ông vẫn còn chờ được hoàn thành một trong những mục tiêu suốt 9 năm cầm quyền mà cố thủ tướng Abe ấp ủ là sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Đến nay, mục tiêu này vẫn còn gian dở. Sau Thế chiến thứ hai, điều chính hiến pháp Nhật Bản quy định nước này cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế. Và lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Ông Shinzo Abe hiểu rằng, việc viết lại điều chính và biến Nhật Bản trở thành quốc gia bình thường có quân đội là không thể. Chủ nghĩa hòa bình đã ăn sâu vào suy nghĩ của dân Nhật Bản. Bởi những trở ngại từ quy trình lập pháp phức tạp cũng như sự phản đối của người dân, kế hoạch sửa đổi hiến pháp của ông Abe không bao giờ thành hiện thực. Sau khi hồi phục từ khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2015, ngân sách quốc phòng của Tokyo liên tục tăng. Trong năm cuối nhiệm kỳ của ông Abe, Nhật Bản dành 49,15 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ-Nhật và cũng không ngại va chạm với Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề. Tổ chức Tư vấn Chính sách Langley Inquire bình luận, bất chấp nhiều thành tựu, những gì Abe đạt được chưa bao giờ tương xứng với tham vọng của ông. Abe ra đi để lại nhiều mục tiêu chưa được hoàn thành. Những mục tiêu tham vọng và phức tạp mà ông Abe còn gian dở như sửa đổi hiến pháp, trao trả tù nhân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt giữ hay giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chính sách với nhà cũng là một trong những tiếc nuối của ông Abe. Cố Thủ tướng từng tin rằng ông có thể đàm phán để giành lại hai, thậm chí là bốn đảo thuộc quần đảo Kuril từ tay Moscow. Không thể phủ nhận những thành tựu mà ông Cố Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy và làm phát triển Nhật Bản, tuy vậy cuộc đời của chính trị gia huyền thoại đã kết thúc một cách bất ngờ và đau đớn ngay trên mảnh đất quê hương với những giấc mơ gian dở đang chờ được thực hiện